Hiện tại là bây giờ là 7 giờ tối ngày 11 tháng 1 năm 2019 thì chúng tôi đã vừa bàn giao cho nhà bác Dũng tại khu 3 thị trấn Hùng Sơn một bộ ghế Minh Quốc đào chim cột 12 gỗ hương đá. Hiện tại nhà bác là đang xây là sắp hoa hoàn thành. Nên chúng tôi đang kê ở đây. Đây tôi sẽ quay hôm nay quay một cái video làm kỷ niệm với bác bàn giao. Trên màn hình là bác Dũng đây. Vâng, xin cảm ơn. Bác rất phấn khởi khi là sắm sửa bộ bàn ghế này. Đây là hai chiếc bàn dài. Còn cũng chỉ còn độ 20 ngày nữa là sắp đến Tết Nguyên Đán. Nên là bác sắm sửa bộ bàn ghế này để ngồi chơi Tết. Nên là chúng tôi rất cảm ơn bác đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc để chuẩn bị đón một cái xuân mới. Mọi người ai có nhu cầu thì xin chúc lại gia đình cũng sang năm mới mạnh khỏe và bán sang năm bán được nhiều hàng hơn cũ. Vâng, xin cảm ơn bác nhé. Ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 816. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.